80 thiên, ngày 80. Chất lượng đồ uống cũng không tệ. 音频质量也不错。饮品质量也不错。音频质量也不错。音频质量也不错。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Sau này còn nhờ bạn giúp đỡ nhiều. 以后还请你多多帮助。Được, quyết định như vậy đi. 好。一言为定。Thật à? Trên mà mà. Giáo viên của hội quán Tam Thế. 三世会馆的老师。Để mình gọi cho bạn đi. 我打给你吧。Nếu bạn ở lại Việt Nam thời gian dài. Nếu bạn ở lại Việt Nam thời gian dài. Nếu Tìm thấy rồi. Tráo tạo lợ. Gọi chút gì. Lái đẻ sớm mà. Hôm nay mời khách. 今天请客。Đã là bạn bè。既然是朋友。Thực đơn của quán chúng tôi。我们店的菜单。Hai vị xin đợi chút。两位请稍等。Hình như rất quen thuộc đối với chỗ này. 好像对这里很熟悉。Mình hay đến tiệm này đọc sách, tự học. 我常来这家店看书自习。Thái độ phục vụ của chỗ này.这里的服务态度